Tại sao lại để vụt mất ứng viên tiềm năng? Một danh sách các vấn đề sẽ xuất hiện nếu bạn đặt ra câu hỏi này. Không có đủ đội ngũ sàng lọc CV, không có đủ kiến thức và kỹ năng để giải quyết vấn đề phát sinh từ ứng viên, hay không biết cách làm tin tuyển dụng trở nên thu hút. Trên thực tế, trong mỗi doanh nghiệp, hiển nhiên việc tìm kiếm ứng viên là chuyên môn của bộ phận tuyển dụng. Tuy nhiên, có một vài lưu ý mà không phải bộ phận tuyển dụng của doanh nghiệp nào cũng áp dụng đúng. Thêm vào đó, ngày càng có nhiều startup thi nhau mọc lên, nhưng không phải startup nào cũng đủ tài chính hoặc nguồn lực để đầu tư vào quy trình tuyển dụng. Nếu doanh nghiệp của bạn cũng đang gặp phải các vấn đề nêu trên, thì trang web professions.vn chính là giải pháp. Đội ngũ Professions Việt Nam sẽ giúp doanh nghiệp của bạn đăng tuyển việc làm trên website, Facebook, LinkedIn với những nội dung và hình ảnh bài đăng hấp dẫn, túc trực liên lạc với ứng viên và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sơ tuyển, sàng lọc CV và lựa chọn những ứng viên lý tưởng nhất. Còn chờ gì nữa mà không truy cập website professions.vn để tìm kiếm nhân tài cho doanh nghiệp của bạn. Để được đăng tin tuyển dụng miễn phí trên các nền tảng kênh của Professions Việt Nam, hãy thực hiện các bước sau đây. Bước 1. Nhấp vào ô tìm kiếm và gõ từ khóa professions.vn để đến với giao diện của trang web. Đây là giao diện trang chủ hiển thị những tin tuyển dụng đã được đăng tải. Bước 2. Tìm nhấp vào mục Post Jobs. Bước tiếp theo, nhập thông tin vào các mục hiển thị, bao gồm thông tin liên lạc và chi tiết tin tuyển dụng, tên doanh nghiệp, mã số thuế, địa chỉ, tên người đăng tin tuyển dụng, số điện thoại, địa chỉ email có thể liên lạc với chúng tôi, tiêu đề tin tuyển dụng, số lượng cần tuyển, địa điểm công việc, mức lương, mô tả công việc, yêu cầu ứng tuyển, phúc lợi dành cho vị trí tuyển dụng. Sau đó, tải lên logo của doanh nghiệp, chọn thời hạn tìm kiếm ứng viên. Và cuối cùng, tích vào ô cam kết. Bước cuối cùng, bạn chỉ cần ấn vào nút Submit để gửi thông tin về cho chúng tôi và đợi kết quả xét duyệt đăng tuyển được gửi đến email của bạn.